Chấn động ấy bà ơi, tôi mới có một cái phát hiện mới, là mix giữa kem chống nắng và kem dưỡng có thể thay thế được cho kem nền luôn. Oh my god. Kiểu như nó rất là căng bóng rồi tự nhiên luôn. Trời ơi. Thì đầu tiên là mấy bà cần có kem chống nắng và kem dưỡng. Kem chống nắng á, mấy bà nhớ chọn những cái loại mà có cái chỉ số chống nắng cao nha. Như cái loại của tôi đang dùng của hãng ID nè, là có cái chỉ số chống nắng là SPF cộng BA4 cộng lận. Thì tiếp theo là một cái thứ quan trọng nhất, đó chính là kem dưỡng. Thì với những cái kem dưỡng thông thường á, sẽ không bao giờ mà thay thế kem nền được hết. Nhưng mà với cái kem dưỡng có màu của nhà ID này á, thì dư sức luôn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ mix kem chống nắng với kem dưỡng lại nha. Thì tùy da mấy bà là da trắng hay là da ngăm á, thì mấy bà sẽ mix cái tỷ lệ khác nhau. Bữa nào mà tôi muốn tự nhiên là tôi cho một bơm kem chống nắng với lại một bơm kem dưỡng thôi là được rồi. Nhưng mà bữa nay tôi muốn cho nó trắng một xíu, tại chiều nay tôi có đi tiệc á. Cho nên là mỗi thứ tôi cũng làm 2-3 bơm gì đó. Thôi kệ đi, còn dư thì mình sức cổ, sức dai đồ nữa. Đó, mấy bà thấy cái hỗn hợp của tôi nè, nó rất là căng bóng và rất là mịn luôn. Rồi bây giờ mấy bà coi kỹ cái mặt của tôi nha. Đây là cái mặt mập của tôi nè. Đó, chưa có sức một lớp gì hết, chưa có dưỡng hay là chưa có gì hết. Tôi là một cái đứa make up rất là nhiều, cho nên là da của tôi sẽ rất là khô và sạm. Tại vì thường dưỡng da đó là mình chỉ dưỡng một lớp trước khi make up thôi, rồi trong quá trình make up suốt mười mấy tiếng á, mình không có dưỡng thêm gì hết. Nếu mà dưỡng thêm thì da của mình nó sẽ bị bết, nó sẽ bị bể nền. Còn riêng cái kem dưỡng ID này á, thì vừa có thể cho mình một cái lớp nền nè, và vừa có thể dưỡng da nè, giúp tái tạo phục hồi da nè, cấp ẩm này, làm dịu da, làm đều màu da nữa. Tại vì nhờ có thành phần là panthenol và cúc la mã nè mấy bà, cho nên là không chỉ nó có thể thay thế kem nền mà nó còn tiện hơn kem nền bình thường nữa. Đó, mấy bà thấy là tôi mới vừa đánh vài đường lên da thôi mà nó tiện ở trong da luôn nè. Cái độ che phủ và cái độ căng bóng của nó rất là tốt, cho nên là nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian với lại tiền bạc của mấy bà đó. Mấy bà không cần phải có nhiều bước rườm rà cho nó mệt. Trắng nha. Ê, nó trắng mấy bà ơi. Không những trắng sáng mà em này còn kiềm dầu rất là tốt nha mấy bà. Không có bị đổ dầu ở cái vùng chữ T nè. Phù hợp với tất cả các loại da này, da thường, da dầu, da khô, da siêu nhạy cảm gì mình cũng xài được hết. Và đặc biệt là em này còn giúp chống nắng nè, chống lão hóa nè. Trời ơi, mấy bà thấy đỉnh ghê chưa? Nói chung là tôi rất là ưng cái em này. Tôi đã xài xong một tip rồi. Bây giờ tôi đang chuyển qua cái tip thứ hai đó mấy bà. Dưỡng da, che khuyết điểm, chống nắng, làm kem nền. Cuộc đời cũng chỉ có thế là cùng. Ở chỗ nào mà có cái mụn á thì mấy bà dặm kỹ với đơn xíu. Đó, nó có thể che được cái mụn luôn nè. Rồi còn dư cho nên là tôi sẽ xúc cổ miếng nha. Cổ nó cũng rất là quan trọng. Đặc biệt là kem này nó có thành phần dưỡng đó. Nó sẽ dưỡng cái cổ của mình, không có bị lão hóa này, không có bị nhăn. Rồi, cái đi. Cái đi chị, cái đi. Đúng rồi. Cái đi càng nhanh càng tốt. Cái dây bao. Trời ơi, làm sao mấy bạn thấy tin được, ở trên mặt tôi thì chỉ có kem chống nắng với kem dưỡng thôi chứ mấy bà. Nếu mà bà nào có khuyết điểm nhiều hơn, giống như là có cái cục mụn bọc, mụn bự luôn á, thì mấy bà cần che thêm khuyết điểm đó là được. Còn trên mặt của tôi mấy cái đốm mụn mà nhỏ hay là tàn nhang gì đó là che được hết, che phủ hết luôn. Và đây là hình ảnh trước và sau khi mà tôi sử dụng cái hỗn hợp mix giữa kem chống nắng và kem dưỡng ID nè mấy bà. Da của tôi nó đều màu hơn này, trắng sáng hơn, căng bóng hơn, nhưng mà nhìn rất là tự nhiên nha. Cái lớp nền nó mỏng te, nó tuyệt vào trong da luôn nè. Đây là thấy em say đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên trên. Baby bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm đây là một ngôi sao ở tầng trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Đứng đi làm gì nữa? Đi đồn đi mấy bà.